các bạn có muốn tạo ra những sản phẩm handmade dễ thương như thế này không? Trong khóa học này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn những kỹ thuật móc len cơ bản nhất để bất kỳ bạn nào mới học cũng đều có thể làm được. Chỉ cần tỉ mẩn một chút, khéo léo một chút là chúng ta đã có thể tạo ra những sản phẩm handmade xinh xắn, dễ thương, làm say lòng bất kỳ ai có thể nhận được món quà ấy.